Vâng, và đây là một con ly cải tiến của 450T, model là 500TX. Em này thì bên em giới thiệu rất là nhiều. Con này là con hàng vừa về trong lô hàng vừa rồi. À, cách đây 3-4 ngày thì cũng về một con, thì cũng đã có chủ về với bác Hà Nội rồi. Đây là những con ly rất là nổi tiếng của hãng Fixer. Các bác chơi loa AR thì không thể thiếu Fixer được. Đặc trưng của Fixer là đánh những dòng loa AR và những dòng loa KLH, Advanced, những dòng loa cổ Mỹ Nhật rất là hay nha các bác. Tiếng của nó dày và âm bass xuống rất là sâu. Đối với loa AR thì Fixer nó tái tạo tiếng bass rất là tuyệt vời. 500TX thì các bác chơi vào những dòng loa AR3, AR3A, những dòng loa cổ AR đánh đều rất là tốt. Vì 500TX nó mang cấu hình y chang con 800T, y chang luôn, không khác gì hết. Về nghi thì các bác thì khó mà nhận biết được độ khác biệt của 800T và 500TX nha các bác. Và giá 500TX vẫn luôn tốt hơn so với giá 800T rất là nhiều. Và bên em vẫn phân phối cho các bác hàng eBay đẹp long lanh cành đào, giá là 31.500.000. Các bác lưu ý đây là những sản phẩm bộ Mỹ nên nó chạy điện 110 và 120V. Đây, các bác thấy đồ đẹp của nó nha. Đây em điểm dỡ lên để các bác cùng xem nha. Đây các bác có thể thấy núm nút những sản phẩm mà em đưa đến các bác là chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha. Những con này hầu hết các bác chơi AR đều mua về và để nghi luôn, sưu tầm thôi, để sưu tầm những con đẹp như thế này. Đây các bác thấy những núm nút sản phẩm này, mé chắc bãi chưa qua tay người sử dụng Việt Nam thì nó phải được như thế này, đẹp keng. Tất cả núm nút sáng tròn, ống ánh 7 màu. Đây là phần vỏ gỗ của em nói nha các bác, vỏ gỗ rất là đẹp nha. Thôi phần về ngoại thất thì không có chỗ chê rồi, thì mình đi tới đi trong nội thất đi. Công suất là 240W. Đây, đây cái cần anten, cái anten của 500TX. Phần chạm loa và những đầu tín hiệu vào. Rồi sau đây em sẽ mở bên trong để các bác cùng xem luôn nha. Đây các bác có thấy được chưa mở mà các bác thấy cái phần nắp phía dưới của con 500TX này không? Nó rất là mới, nó còn sáng tròn 7 màu luôn này các bác. Đấy. Và chúng ta thấy được hai con tuần nguồn màu hồng. Đấy. Vâng, cũng không sai như dự kiến là em đoán đó là tụ hồng. Thì con này là tiếp tục là con phiên bản tụ hồng. Con đi cách đây 3-4 ngày thì cũng là phiên bản tụ hồng luôn nha các bác. Thì tụ hồng, tụ trắng thì nó cũng như nhau, chủ yếu là mình sưu tầm. Nếu mà may mắn về được con tụ hồng thì nói chung là về cái trước tiên là cái nhìn thì mình tụ hồng nó nhìn nó rất là đẹp nha. Đấy. Đây tụ hồng. Thì tụ nguồn dưới nó cũng phải là tụ hồng luôn nha. Đấy. Rất là đẹp nha các bác. Có thấy con lì không? Rất là đáng tiền và rất đáng để các bác sưu tầm. Đây. Sáng tròn nha. Có thấy sexy này. Mới. 31.500.000. Fixer 500TX các bác thấy còn tem còn cờ đầy đủ nha. Đấy. Tiếng tay không. Đấy, có thấy đồ mới của nó nha. Đây là bốn con sò Motorola danh tiếng của Fixer. Đây là phần bo 4 kích đấy. Nhìn cái phần sexy như thế này là rất là yêu rồi, ưng bụng rồi. Đó thấy phần radio tem mới tinh. Rồi sau đây em mở luôn phía dưới ra các bác cùng xem nha. Phía dưới thì nó phần nguồn thôi. Vâng, đây các bác thấy phê không? Phía dưới này. Phía dưới thì nó tận đa số là mạch không nha các bác. Mạch và chiến áp này, có thấy độ mới của sản phẩm nha. Mà đây là hai con tụ hồng này, con tụ nguồn này các bác. Còn nguyên cái bảo vệ luôn này nha các bác, ghê chưa? Thư giữ á. Quá đẹp, rất đáng sưu tầm luôn nha. Một con ly Fixer 500TX nha các bác, phiên bản tụ hồng rất là đẹp, đẹp kim cong luôn. Bác nào lấy liên hệ cho em liền nha, qua hai số điện thoại ở trên, giá là 31.500.000. Các bác nào mà yêu thích những chơi lo cổ AR hay là những dòng lo Mỹ cổ, lo Nhật cổ và đang tìm cho mình một con Fixer thì cứ theo dõi kênh của em. Kênh em luôn luôn đấu về những con Fixer hàng eBay về chuẩn chỉ cho các bác.
các bác bỏ đồng tiền ra mua đúng hàng chất lượng chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha. Đây có thấy đồ mới của nó này. Rồi em Chiến xin dừng video và đêm cũng đã khuya rồi.